Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2023, từ thành phố Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả, tôi nhớ khi xưa tôi đi học triết. Ngày đầu tiên vào lớp đầu tiên của triết đó là logic, tức là lý luận học. Làm thế nào có logic? Thì một trong những bài nhập môn đó là phải phân biệt được, đừng có đồng hóa từ tiểu thể trở thành đại thể, hoặc là đại thể để mà co cụm lại trở thành tiểu thể. Phải phân biệt được, còn không phân biệt được thì nhiều người sẽ dùng cái này để trở thành là ngụy biện, là sophism, tức là ngụy biện. Nghệ thuật ngụy biện là nghệ thuật đánh tráo khái niệm, đánh lận con đen ở tư duy đó. Ngay từ lúc đầu, thầy dạy tôi, thí dụ A thì bằng B cộng C cộng D cộng E. A bằng B cộng C cộng D cộng E thì là A lớn hơn hoặc là bằng B, hoặc lớn hơn bằng C, hoặc là bằng D, hoặc lớn hơn vân vân. Nhưng không có thể đổi ngược lại B là bằng A được, hoặc là C là bằng A được, hoặc là D là bằng A được, hoặc là E là bằng A được. Tôi nói sang ngôn ngữ bình thường cho dễ hiểu. Thí dụ A. A là sinh vật, các sinh vật là A đây. Các sinh vật á, thì bằng B là con người nha. B là cho là con người đi. Nhưng hơn nữa là tại vì A thì bằng B, rồi cộng nó, C thì cộng chó này nha. D là mèo đi. E là chuột đi. Tức là cộng rất là nhiều. Thì A tức là sinh vật thì bằng hoặc lớn hơn con người. Con người chỉ là một trong những sinh vật thôi. Đúng không? Thì chó đó thì cũng chỉ là một trong những sinh vật thôi. Nhưng không bao giờ có thể nói rằng là chó là bằng sinh vật được. Để sao? Vì có những người ngụy biện sẽ sử dụng con người là một trong những sinh vật nhé. B thì bằng A, không? B bằng A hay là nhỏ hơn A. B bằng hoặc nhỏ hơn A. Tức là con người là một trong những sinh vật nhé. B bằng nhỏ, bằng và nhỏ hơn A. C là con chó đây. Chó đó. Chó là một trong những sinh vật nhé. Là bằng hoặc là nhỏ hơn A. Nhưng không có nghĩa là C là bằng B được, tức là chó là con người được. Cho nên là về vấn đề logic thì phải phân biệt rất rõ như thế. C không thể nào là bằng con người được. Chó không thể nào con người được. Nên về vấn đề ngụy biện thì có nhiều kẻ đó đánh tráo khái niệm, lập lờ đánh lận con đen. Thì logic dạy cho chúng ta phải phân biệt rất rõ. Để sao? Để không bị kẻ khác đánh tráo khái niệm. Đánh tráo khái niệm rồi lừa chúng ta do những cái lý luận như thế thôi. Đó là lớp học vỡ lòng về triết, về vấn đề logic mà tôi đi học hồi xưa. Nói đến đây thì trong vài ngày qua cũng có những người hỏi tôi và nói rằng tôi đừng nói về vấn đề đề tài hai hoặc ba quốc gia nữa. Thì tôi nói vâng, thì cứ xem thử như thế nào. Họ nói là tại vì Bác Hồ đã nói rồi, thì bây giờ như thế thì chúng ta chỉ khẳng định chỉ có một dân tộc Việt Nam. Tôi nói nếu mà ai đã học vỡ lòng về vấn đề logic thì chính những kẻ mà đang tấn công tôi, họ đang đánh tráo khái niệm.
Vì Bác Hồ chưa bao giờ nói có một quốc gia. Bác Hồ chỉ nói dân tộc Việt Nam là một. Thì bây giờ đó, áp dụng về vấn đề tư duy logic chút xíu đi, chữ quốc gia. Trước năm 1933 thì có những quy định này, quy định nọ. Nhưng năm 1933, về quy định của Montevideo về vấn đề quốc gia, thì mình nói là chỉ quốc gia là A đây nhé. Quốc gia thì phải có 4 yếu tố. A thì bằng B cộng C cộng D cộng E. Yếu tố thứ nhất là dân, dân tộc. Yếu tố thứ hai là đất đai. Yếu tố thứ ba là phải có chính phủ. Yếu tố thứ tư là phải được một số quốc gia công nhận. Thấy không? Thế dân tộc á, là chỉ là B thôi, là một trong những yếu tố. Khi Bác Hồ nói dân tộc Việt Nam là một thì Bác Hồ chỉ nói cái yếu tố B đây là yếu tố dân tộc nè. Bác Hồ đâu có nói là chữ quốc gia là một. Hãy nhớ Bác Hồ tới năm 1969 còn hiện hữu ở trên cõi đời. Bác biết rất rõ tại sao Bác không tuyên bố chỉ có một quốc gia. Bác chỉ nói là có dân tộc chỉ là một thôi. Bây giờ đó, dân tộc Việt Nam, thì người dân Việt Nam ở trong Việt Nam nhé, có người thì ở Trung Quốc nhé, người thì ở Hàn nhé, người ở Đài Loan, người ở Mỹ, ở Úc nhé. Không có nghĩa là dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam là gồm luôn cả Úc, cả Trung Quốc, cả Đài Loan gì hết nhé. Vì sao dân tộc đó nó có thể nằm ở trong đó mà có thể lấn ra ngoài chút xíu. Thí dụ luôn, người Do Thái đó, họ không có quốc gia nhé, không có quốc gia. Mãi cho tới năm 1948 họ mới có quốc gia. Thì dân của họ đó là ở Đức nè, ở Nga nè, ở Liên Âu rất là nhiều nhé. Thì không thể nào nói sau này họ lập quốc thì quốc gia của họ là gồm những nước như nước Nga nè, nước Ukraine nè, nước Ba Lan rồi gì. Vì sao dân chỉ là một trong những yếu tố của quốc gia. Thế thì phải tìm xem từ yếu tố quốc gia đó nằm ở đâu. Thì điều thứ hai đó là đất. Đất thì phải có sự định nghĩa của quốc tế nằm ở chỗ nào. Sau năm 1954, phần đất hình công như chữ S, thì lúc ấy nói là tạm chia đôi. Tạm chia đôi để đợi tổng tuyển cử. Nhưng cái gọi thời mốc thời gian tạm chia đôi đó, nó bị kéo dài ra thành 21 năm. Thì nó trở thành một yếu tố trong lịch sử, họ gọi là de facto, sự kiện đã rồi. Và sự kiện đã rồi đó thì được một số quốc gia trên chính trường quốc tế họ công nhận. Thì chúng ta thấy rằng là dân ở phía Nam là dân tộc Việt Nam, những người ở dưới đó phía Nam. Thì trong đó đó, dân tộc Việt Nam thì có những anh em đồng bào người sắc tộc khác. Cho nên yếu tố thứ hai là đất. Họ có chính phủ. Đó là Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sau thêm đó là Cộng Hòa miền Nam. Được một số quốc gia trên chính trường quốc tế công nhận. Phía Việt Nam Cộng Hòa thì được phe tư bản chủ nghĩa công nhận. Cộng Hòa miền Nam thì được phe xã hội chủ nghĩa công nhận. Như Cuba ngay lập tức đã thành lập tòa đại sứ ở trong kháng chiến khu để mà công nhận Cộng Hòa miền Nam. Và điều này là điều thông minh sáng suốt vô cùng của các lãnh đạo Việt Nam, các tiền bối đã nhìn thấy được vấn đề pháp lý. Cãi nhau vấn đề pháp lý là phải có pháp lý. Cho nên là Bác Hồ chỉ nói dân tộc Việt Nam chỉ là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Bác Hồ chưa bao giờ nói là quốc gia Việt Nam là một, có một quốc gia thôi. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, Bác Hồ không nói thế. Bác Hồ chỉ nói vào cái yếu tố dân tộc. Dân tộc là một trong những yếu tố của quốc gia. Xin nói rất rõ như vậy, cho nên những kẻ đó không hiểu lại ngụy biện,
ngụy biện rồi không hiểu gì vấn đề pháp lý, không hiểu gì về lịch sử, lại cãi chày, cãi cối. Đó là những sử gia gốc Me, đó là những luật sư gốc Me. Những vấn đề, thí dụ luôn, mình có một người bị bệnh, dính líu gì đó vấn đề phải mổ xẻ. Đi hỏi là hỏi bác sĩ chuyên nghiệp hay là đi hỏi mấy cái thầy lăng băm ở gốc Me? Những cái tên lăng băm gốc Me thì thích chỉ trỏ ăn nói mà chả hiểu gì hết. Những vấn đề chuyên môn thì phải để cho những người chuyên môn. Những cái tên đó đã có bao giờ học luật pháp đâu. Luật pháp quốc tế có biết cái gì đâu. Những căn bản về vấn đề ngụy biện tôi vừa nói đó, có bao giờ trải qua lớp đàng hoàng hay không? Orthodoxically, tức là một cách chính thống. Hay là những cái tên đó chỉ biết là Google, bây giờ thời đại ba chớp ba nháng, xong rồi lên trên đó dạy dỗ người ta. Những ai nói mà họ chưa biết cái gì hết, họ lại tấn công. Họ có biết rằng những điều mà tôi đang nói là chính là những điều mà nhà nước Việt Nam đã từng nói. Nhà nước Việt Nam đây là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nên tôi xin cắt nghĩa lại cho rõ. Đây là những cơ bản, và những kẻ đó chưa có ăn có học đến nơi đến chốn, là những cái tên Google gốc Me về vấn đề lịch sử cũng như về vấn đề luật pháp. Không có một cái trường lớp nào hết mà cứ đòi đi làm thầy người ta không à. Rồi tôi xin nói rõ về vấn đề logic như thế. Tôi không muốn nói đến đề tài này, nhưng mà họ càng kéo tôi ra thì tôi càng sẽ làm cho rõ cái chuyện này luôn. Không phải để tôi ăn thua đủ, mà để vấn đề được sáng tỏ sau này, những sự tranh cãi như thế không còn nữa, để cho không gian mạng được yên ổn. A thì bằng B cộng C cộng D cộng E. Quốc gia thì bằng dân tộc cộng đất đai cộng chính phủ cộng một số quốc gia trên thế giới công nhận. Bác Hồ chỉ nói B, dân tộc. Dân tộc Việt Nam là một. Chứ Bác Hồ không nói là quốc gia Việt Nam là một thôi. Hai cái nó khác nhau. Nên những gì mà tôi có nói trên phương diện pháp lý quốc tế, tôi nói là nó rất rõ ràng. Nó không có mâu thuẫn với những gì Bác Hồ nói. Bác Hồ nói là trên phương diện ý chí của dân tộc Việt Nam. Chứ nếu nói rằng là dân tộc á, thì dân tộc Israel họ có mặt khắp nơi ở châu Âu, ở nước Nga, ở Ukraine gì hết, thì có nghĩa rằng là quốc gia của Israel là nó gồm luôn cả những nước như là Ba Lan, Ukraine, gồm luôn cả nước Nga. Nên phải phân biệt rất rõ ràng về vấn đề tiểu thể và tổng thể trong logic, và đừng quy chụp đánh lận con đen, đánh cháo khái niệm như thế. Thì rõ ràng những kẻ kia có một âm mưu, hoặc là trình độ rất là thấp, tâm cùn não hẹp. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.